Tôi đến Việt Nam chỉ với 800 USD trong túi. Và giờ may mắn đã có được sự nghiệp tương đối ổn. Tôi vô cùng hạnh phúc khi ở đây. Nhiều người hỏi tôi, tại sao Vancouver là một trong những nơi trong lành nhất, đường xá tốt nhất, ít người, công viên đẹp. Nhưng tại sao lại chọn ở lại Việt Nam? Tôi đoán là tôi đã nghiện những cơ hội ở Việt Nam. Mỗi ngày đều đổi khác. Mỗi cơ hội, mỗi thách thức mà tôi gặp đều giúp tôi cảm thấy mình thực sự được sống mỗi ngày. Việt Nam là nơi mà khi đi đâu, tôi cũng luôn muốn quay về. Chào mừng các bạn đã quay trở lại VS Việt Nam. Đến Việt Nam lần đầu năm 19 tuổi, anh Michel Piro, người Canada, hiện là giám đốc điều hành công ty Indochina Capital, đã bỏ lại gia đình, công việc ở quê nhà để bắt đầu hành trình mới tại giải đất hình chữ S này với vỏn vẹn chỉ có 800 USD trong túi. Đối với anh, không phải Canada, mà chính Việt Nam mới là miền đất hứa đem lại cho anh cơ hội phát triển và thành công trong sự nghiệp. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, bố mẹ là người nhập cư, nên anh Michel biết chắc một điều, mình muốn trở nên giàu có. Và chuyến đi sang Việt Nam cách đây 15 năm đã giúp anh thực hiện tâm nguyện này và thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh kể từ đó. Ước mơ làm giàu thì gần như ai cũng có, chỉ có khác biệt về mức độ giàu mà thôi. Có người chỉ mong một cuộc sống ổn định với một công việc thường thường đủ ăn đủ mặc, đủ để dành ra một khoản tiền dưỡng già, thế là đã giàu hơn người khác. Nhưng anh Michel thì lại muốn nhiều hơn thế. Anh muốn mình trở nên giàu có như những triệu phú, tỷ phú đô la trên thế giới. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng, ở Canada, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 9 thế giới theo GDP, thì anh Michel sẽ có cơ hội biến ước mơ này thành hiện thực dễ dàng hơn. Nhưng anh ấy lại chọn Việt Nam để hiện thực hóa giấc mơ của mình, thay vì làm giàu tại Canada. Một quyết định thật là kỳ lạ. Nhớ lại hồi đầu quyết định sang Việt Nam lập nghiệp, anh kể rằng mình chẳng hề do dự gì. Nhưng cha mẹ anh nghe tin thì đứng hình mất 5 giây, rồi bảo anh bị điên rồi. Họ can ngăn và khuyên anh ấy quay trở lại Canada nhiều lần, nhưng anh nhất quyết không chịu. Ngay cả bây giờ, khi anh đã thành công trong sự nghiệp và hoàn toàn có thể quay lại quê hương, sống một cuộc đời nhàn rỗi, nhưng anh ấy vẫn giữ nguyên quyết định của mình là gắn bó với Việt Nam. Đến một vùng đất lạ nước lạ cái, với những người hoàn toàn xa lạ mà lại muốn làm nên chuyện lớn, làm sao mà anh ấy lại có suy nghĩ táo bạo tới mức đó? Cơ duyên gắn kết anh Michel với Việt Nam là từ một chuyến du lịch vào năm 2005. Cũng từ chuyến du lịch đó mà anh ấy đã nhận ra Việt Nam là miền đất hứa của mình. Trước đó, một người họ hàng tặng anh ấy quyển sách của tỷ phú Donald Trump. Ở những trang đầu tiên, cuốn sách nói rằng 90% triệu phú và tỷ phú trên thế giới đều đến từ lĩnh vực bất động sản. Lúc đó anh ấy đã nghĩ mình cũng có thể làm được như họ. Khi đó ở Canada, mọi thứ đều đã được xây dựng. Và anh ấy đã tự hỏi bản thân rằng, nếu muốn làm bất động sản thì ở Canada còn cơ hội nào cho mình không? Trong khi đó, Việt Nam lại là một hoàn cảnh khác hoàn toàn. Thời điểm 15 năm trước, Việt Nam chưa có nhiều tòa nhà cao tầng, trung tâm mua sắm hiện đại hay các khách sạn sang trọng. Đối với một người muốn làm nên nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản như anh Michel, Việt Nam như một vùng đất vàng chứa đầy cơ hội mà anh ấy nhận thấy cần phải nắm bắt. Anh ấy đã nghĩ rằng, ít nhất trong 30 đến 50 năm tới, Việt Nam sẽ còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Nên tại sao lại không bắt đầu từ đây nhỉ? Chưa kể, Việt Nam thời điểm đó mới gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về cải cách kinh tế và cơ hội trong lĩnh vực bất động sản. Đặc biệt, Việt Nam giống như một nơi ẩn chứa những cơ hội vô cùng lớn. Vì vậy, khoảng một năm sau chuyến du lịch, anh Michel đã trở lại Việt Nam và bắt đầu hoài bão của mình. Lúc đầu, anh ấy chỉ định sang Việt Nam trong 2 tuần để gặp gỡ và làm việc với một số nhà tuyển dụng thôi. Nhưng số vận an bài thế nào mà sau đó, CEO của Indochina Capital, ông Peter Reeder, đã đề nghị cho chàng trai trẻ một công việc và muốn anh ấy đi làm ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông Peter có một yêu cầu. Nếu anh Michel muốn có công việc này, anh ấy sẽ không thể về Canada. Anh Michel đã chẳng chần chừ đắn đo về quyết định có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời sau này của mình mà đồng ý ngay tắt lự. Tới nay, anh Michel đã gắn bó với Việt Nam và con người nơi đây được 15 năm rồi, nhưng chưa lần nào anh ấy nghĩ mình sẽ chuyển về Canada sinh sống. Anh chàng người Canada tâm sự, với tôi, giờ Việt Nam còn gần gũi hơn cả Canada. Khi tôi trưởng thành, tôi chỉ làm việc ở Vancouver duy nhất một năm, còn sau đó hoàn toàn là ở Việt Nam. Tôi thấy thật tuyệt khi được chứng kiến sự phát triển, những thay đổi của Việt Nam và tôi cũng là một phần của sự thay đổi đó.
tôi đến Việt Nam chỉ với 800 USD trong túi và giờ may mắn đã có được sự nghiệp tương đối ổn. Tôi vô cùng hạnh phúc khi ở đây. Nhiều người hỏi tôi, tại sao Vancouver là một trong những nơi trong lành nhất, đường xá tốt nhất, ít người, công viên đẹp, nhưng tại sao lại chọn ở lại Việt Nam? Tôi đoán là tôi đã nghiện những cơ hội ở Việt Nam. Mỗi ngày đều đổi khác. Mỗi cơ hội, mỗi thách thức mà tôi gặp đều giúp tôi cảm thấy mình thực sự được sống mỗi ngày. Việt Nam là nơi mà khi đi đâu tôi cũng luôn muốn quay về. Mỗi lần được hỏi nguyên nhân vì sao mà anh lại yêu Việt Nam tới thế, ngoài lý do Việt Nam đã cho anh cơ hội đổi đời, thì dường như có quá nhiều câu chuyện nảy ra trong suy nghĩ của Michael mà anh kể mãi cũng không hết. Anh hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp ở Việt Nam rồi nói, có rất nhiều lý do khiến tôi quyết định ở lại Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Đó chính là lịch sử, là sự chân thật của con người. Tôi lấy vợ người Việt Nam và có con trai đầu lòng khi mới 22 tuổi. Hôm đó tôi đưa con vào một nhà hàng và vừa ăn tối, vừa bé con trông có vẻ rất vụng về. Bỗng nhiên có một người phụ nữ bước tới. Tôi không hề biết bà ấy đâu nhé. Bà ấy bế con tôi lên, dỗ nó và nói với tôi, anh cứ ăn đi. Lúc đó tôi không hề cảm thấy bất an chút nào và đó cũng là một cảm giác rất quan trọng. Ở Canada thì không có chuyện đó đâu. Tự dưng anh động vào con ai đó thì người ta sẽ hét lên và báo cảnh sát ngay ấy chứ. Còn ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái. Đó là lối sống cộng đồng, thứ thể hiện ngay trong cách xưng hô. Anh, em, chú, dì. Tự nhiên như thế, tôi luôn cảm thấy đây là nhà. Không bao giờ lạc lõng, luôn được chào đón. Có rất nhiều người nước ngoài cũng giống như anh Michael đã nhìn thấy cơ hội và thành công của họ ở Việt Nam, rồi coi Việt Nam là nhà và nguyện gắn bó lâu dài với nơi đây. Ngay cả khi đã rời xa cõi đời này, có những người vẫn mong được chôn cất ở Việt Nam hơn là mai táng ở quê nhà của họ. Như câu chuyện của ông Thomas Hoff, người đến từ Hà Lan, là một ví dụ. Ông Thomas là nguyên tổng giám đốc công ty Đà Lạt Hash Farm. Khi còn sống, ông đã chọn Đà Lạt là quê hương thứ hai và có nguyện vọng yên nghỉ tại nơi này. Lễ tang của ông được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, chôn cất ở nghĩa trang Thái Phiên. Có thể nói rằng, cả cuộc đời ông Thomas là một cuộc lưu lạc lãng tử với hoa. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoa và rau quả, nhưng có thời gian dài làm kiến trúc sư công trình và đi khắp nơi trên thế giới từ Trung Đông, Trung Quốc, Mỹ, Nam Phi. Năm 38 tuổi, ông quyết định quay lại với niềm yêu hoa bằng việc phát triển nghề trồng hoa cao cấp. Ông Thomas và người bạn Berhard Chenki đã từng có hơn 10 năm phát triển các nông trại hoa tại Indonesia. Nhưng thật kỳ lạ và táo bạo, khi vào năm 1994, ông quyết định rời bỏ Indonesia để sang Việt Nam, lập ra Đà Lạt Hash Farm. Phát triển ý tưởng trồng hoa bằng công nghệ nhà kính không phải ở quê nhà Hà Lan, cũng không phải ở Indonesia, nơi mà ông đã làm việc 10 năm, mà là tại xứ sở nhiệt đới như Việt Nam, vốn quen với việc trồng hoa giữa đồng. Ông Thomas đã được những người bạn thân đặt cho biệt danh người Hà Lan Điên. Bất chấp lời khuyên của tất cả mọi người, ông kiên quyết ở lại Đà Lạt. Để rồi hơn 20 năm sau, ông đã chứng minh được điều ngược lại và cũng là người làm nên cuộc cách mạng cho ngành trồng hoa Đà Lạt nói chung và Việt Nam nói riêng. Ông Thomas tâm sự rằng, ngay từ năm 1993, khi tôi vừa đặt chân đến thành phố Đà Lạt, tôi đã nhanh chóng nhận ra đây là vùng đất trồng hoa lý tưởng nhất, là miền đất hứa cho nghề trồng hoa. Đến nay tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy diện mạo các khu vực trồng hoa của người dân Đà Lạt cũng được bao phủ bởi các nhà kính sàn sạt nhau, đạt diện tích hơn 2.000 ha. Với vốn đầu tư 700.000 USD, khởi đầu của Đà Lạt Hash Farm chỉ với 1 hecta hoa hồng và 1 hecta cẩm chướng được trồng trong những khu nhà kính đơn giản tại đường Nguyên Tử Lực, thành phố Đà Lạt. Dưới sự dẫn dắt và nỗ lực của ông Thomas, Đà Lạt Hash Farm giờ đây đã trở thành công ty trồng hoa lớn và nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Năm 2003, dự án này được đánh giá là một trong 5 dự án nước ngoài đầu tư hoạt động hiệu quả nhất tại Đà Lạt. Từ năm 2004, Đà Lạt Hash Farm là thành viên duy nhất của Hiệp hội Hoa Thế giới. Đến năm 2011, công ty này lại được tạp chí Flower Touch của Mỹ bình chọn là công ty hoa lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2014, tròn 20 năm thành lập, Đà Lạt Hash Farm đạt mức doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận gần 200 tỷ đồng, tương đương với mức biên lợi nhuận 20%. Đây là con số ấn tượng với một doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Sau đó, công ty đã chuyển sang xây dựng nhà kính hoàn toàn bằng thép và mở rộng thêm nông trại tại Rạ Đòn, Đa Quý và Lâm Hà với diện tích gần 320 ha, trong đó có 80 ha nhà kính. Hiện tại,
Mỗi năm Đà Lạt Hatch Farm trồng tới 150 triệu cành hoa và 250 triệu ngọn giống cung ứng cho thị trường trên khắp thế giới. Chính ông Thomas Hoof và Đà Lạt Hatch Farm đã làm nên cuộc cách mạng cho ngành trồng hoa Việt Nam, từ chỗ tiểu nông sang công nghiệp, hiện đại và cao cấp trong nhà kính ở Đà Lạt. Mô hình của Đà Lạt Hatch Farm đã làm sống động nền nông nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực hoa. Nó sừng sững như một minh chứng cho những cơ hội phát triển ở Việt Nam sẽ luôn rộng mở đối với những ai không ngừng sáng tạo và tìm tòi khám phá, nghiên cứu cách khai thác thế mạnh của nơi này. Hóa ra chẳng cần phải tìm cơ hội ở đâu xa như các nước châu Âu hay Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Ngay chính tại giải đất hình chữ S này cũng đang là miền đất hứa đối với rất nhiều người. Hãy luôn trân trọng những cơ hội mà quê hương Việt Nam mang lại cho bạn và đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước lớn mạnh hơn nhé. Các bạn có đồng tình với Ad không nào? Nếu có thì đừng quên nhấn like và để lại bình luận của bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.